Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách cánh diều qua sách và bài tập. Bài 51, hình chữ nhật. Rồi, trước hết là các em làm bài tập số 1. Viết tên các hình chữ nhật có trong hình dưới đây. Rồi, dấu hiệu để chúng ta nhận biết một hình là hình chữ nhật. Hình chữ nhật là một hình tứ giác. Hình tứ giác nó có bốn góc vuông. Trong bốn cạnh thì có hai cạnh dài bằng nhau. Cụ thể ở đây là cạnh BC có độ dài bằng cạnh AD. Hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau. AB bằng DC. Rồi như vậy, trong ba hình này thì ta có hình chữ nhật ABCD và hình chữ nhật MNPQ. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Câu E. Dùng eke và thước thẳng để kiểm tra mỗi hình dưới đây có phải là hình chữ nhật hay không. Rồi, trước hết là các em kiểm tra tứ giác ABCD có phải là hình chữ nhật hay không. Các em dùng eke để các em kiểm tra bốn góc của tứ giác này có vuông hay không. Sau đó là các em kiểm tra xem là hai cạnh dài có bằng nhau hay không và hai cạnh ngắn có bằng nhau hay không. Tương tự đối với hình MNPQ. Rồi sau khi kiểm tra, chúng ta nhận thấy tứ giác ABCD có bốn góc đều là bốn góc vuông. Hai cạnh ngắn bằng nhau và đều bằng 15 mm. Hai cạnh dài bằng nhau và đều bằng 30 mm. Rồi tứ giác MNPQ có bốn góc đều vuông. Hai cạnh dài bằng nhau đều bằng 30 mm. Hai cạnh ngắn bằng nhau đều bằng 25 mm. Như vậy chúng ta trả lời các tứ giác ABCD MNPQ đều là hình chữ nhật. B. Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật trên. Rồi, chúng ta vừa đo ở trên xong. Hình chữ nhật ABCD có AB bằng DC và đều bằng 30 mm. AD bằng BC và đều bằng 15 mm. Tiếp theo là hình chữ nhật MNPQ. MNPQ có MN bằng QP đều bằng 25 mm. MQ bằng NP đều bằng 30 mm. Được chưa? Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình chữ nhật AB. Rồi, trước hết là các em bấm tạm dừng video, các em suy nghĩ và làm bài nha. Rồi, cụ thể thì chúng ta sẽ kẻ như sau. Câu E, câu B. Được chưa? Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Vẽ hình chữ nhật trên lưới ô vuông theo hướng dẫn sau. Rồi, trước hết là các em xác định 4 điểm. Ví dụ ở đây người ta xác định 4 điểm của hình chữ nhật. Đó chính là 4 điểm A, B, C, D. Các em xác định sao cho hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau và bốn góc nó phải là bốn góc vuông. Được chưa? Rồi, cụ thể chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật theo mẫu. Trước hết là các em xác định 4 điểm và đặt tên cho 4 điểm này là MNPQ. Cho nó khác mẫu đi. Mẫu là ABCD thì chúng ta đặt tên là MNPQ. Rồi, các em nhớ xác định sao cho này. Chúng ta có hai cạnh dài phải bằng nhau, hai cạnh ngắn phải bằng nhau và bốn góc phải vuông. Nối lại chúng ta được hình chữ nhật MNPQ. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào
và chúc em học tốt.